Hello, xin chào các em học sinh lớp 8 trường Chu Loan. Today we continue unit 4 our past. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục bài số 4 của mình, chuyện quá khứ của chúng ta. Lesson 4, language page 44 and 45. Phần bài học tiếp theo của mình đây là phần Language focus ở trang 44 và 45. Open your book, please. Các em hãy mở sách ra và chúng ta cùng nhau làm bài tập nhé. Nào phần language focus hôm nay của chúng ta phần đầu tiên test one write the past simple form of each verb. Các em hãy viết hình thức quá khứ của mỗi động từ. Như lần trước cô có nhắc với các em hình thức quá khứ là verb ở cột thứ hai trong bảng động từ bất quy tắc hoặc là nếu có quy tắc thì chúng ta thêm id. Vậy hình thức quá khứ của các động từ sau đây đó là gì? run quá khứ là gì ran vậy tương tự các bạn hãy cho biết các hình thức quá khứ của các động từ còn lại nó như thế nào nha các bạn làm thật nhanh nào nào các bạn làm nhé Nào. ties up hết thời gian chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra lại đáp án xem nào b fly chúng ta sẽ đổi thành là blur take, took, go, went, have, had, do, did, be, was, were, right, road, eat, ate. sit, set, come, came. Yeah. Yeah. bài tập này rất dễ, các bạn có thể làm thật cách nhanh chóng. Đấy là trong bản động từ bất quy tắc. Các bạn lưu ý, khi đổi sang quá khứ, cứ dùng bản động từ bất quy tắc đối với các động từ. Không có việc là mình thêm động từ to be trước động từ thường như lần trước cô đã chú ý các bạn nhé. Các em hãy viết vào trong tập của mình nào. Nào, chúng ta qua phần bài tập số 2. Take complete the dialogue below. Bạn hãy hoàn thành bài thoại thoại phía dưới. Use the past symbol và nhớ sử dụng động từ ở thì quá khứ. Các bài thoại thoại phía dưới gồm có là gì đây? A. Nga và Lan trao đổi với nhau. Lan hỏi cái gì mà Nga trả lời? No, I ate noodle. Không, tôi ăn mì. B ba hỏi thế này How did you get to school? nam trả lời như thế nào và các bạn lưu ý có phần dấu hỏi ở phía dưới như vậy có nghĩa là sau khi trả lời xong nam lại đặt câu hỏi ngược lại cho ba c mình nó hỏi cái gì mà hoa lại trả lời I was at home tôi ở nhà d chi và ba hỏi chuyện với nhau. Chi nói thế này. Which subject did you have yesterday? Môn học ngày hôm qua bạn đã học là môn gì? Và ba trả lời. Và lưu ý cũng có dấu chấm hỏi. Có nghĩa là ba sẽ đặt câu hỏi ngược lại cho chị. Nào, các em hãy làm bài tập nha. Và lưu ý nhớ trong câu này khi đặt câu hỏi cũng như trả lời. Các em đều sử dụng thì quả khứ đơn. Nào, các bạn bắt đầu làm. Nào, thay giờ, thời gian kết thúc. Chúng ta cùng kiểm tra lại đáp án của mình nha. Đây là một số gợi ý. A. Lan nói thế này. Did you eat bread for breakfast? Bạn ăn bánh mì cho buổi ăn sáng hả? Thì thay vì các bạn có thể đặt câu hỏi. Oh, bạn ăn bún riêu cho bữa ăn sáng hả? Did you eat bún riêu? for breakfast hoặc là bạn có thể hỏi bạn ăn phở cho bữa ăn sáng hả did you eat phở for breakfast Các bạn có thể đặt câu hỏi nào món ăn nào cũng được để thay thế và khi trả lời bạn nga sẽ trả lời là no i ate noodle Nào câu tương tự câu b mình sẽ trả lời sao khi bạn ba hỏi như vậy yeah, bạn có thể trả lời I got to school by bicycle. I rode a bike to school. I walk to school. Có thể bạn có thể nói là tôi đi bộ đến trường, tôi có thể đi taxi hoặc xe bus, xe đạp vân vân. Bạn muốn nói cái nào cũng được. Và bạn đặt câu hỏi ngược lại. And you? Còn bạn thì sao? Vì vậy cho nên bạn mới có dấu chấm hỏi cuối cùng. Bạn lưu ý cách trả lời. Bạn có thể chọn một trong các câu trả lời gợi ý này và nhớ phải có từ and you. Câu C. Minh hỏi gì? Where were you last night? Bạn đã ở đâu hồi tối hôm qua? Và bạn Hoa trả lời I was at home. Tôi ở nhà. Như vậy, bạn có thể đưa câu hỏi này vào trong phần trả lời của trong câu hỏi của mình nha. Và phần cuối cùng, đó là gì nè? I have my physics, English and literature tôi có toán nè, lý nè, anh và môn văn học. các thể bạn có thể thay đổi các môn học tùy theo ý thích của các bạn. nhưng khi trả lời bạn sẽ phải nói là I had rồi các phần môn học bạn gợi ý ra. rồi how about you? đó là câu hỏi. à còn bạn thì sao? vì vậy cho nên trong câu nó mới có dấu chấm hỏi là như vậy. vậy bạn hãy viết cái câu trả lời này đây là những câu đáp án gợi ý tùy theo bạn bạn có thể sử dụng theo cái mà bạn thích nhưng bạn phải lưu ý sử dụng câu trả lời luôn luôn hoặc là câu hỏi luôn luôn phải là hình thức quá khứ ở trong bài tập này nha sau khi kết thúc bài số 2, chúng ta qua bài số 3. Text 3. Complete the sentences. Use the reposition in the table. Các bạn hãy hoàn thành các câu phía dưới và hãy sử dụng các giấy từ trong khung. Các giấy từ trong khung là gồm có những giấy từ như sau. In November 1997. Trước tháng và năm thì chúng ta sẽ dùng là gì? In hoặc chỉ có tháng hoặc chỉ có năm cũng là dùng giấy từ in. On. On Monday, July 2nd. Các bạn thể dùng on trước ngày hoặc trước thứ nếu có kèm theo tháng năm thì chúng ta vẫn dùng on vì có ngày và có thứ. At là giờ, ví dụ như 6 giờ chiều at 6pm. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng giờ nếu như chúng ta nói tầm khoảng điểm thời điểm này đến thời điểm kia thì chúng ta có thể dùng between 7am and 8am, có nghĩa là khoảng từ giữa tầm 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng giờ đó với từ after before ví dụ mình nói sau 3 giờ chiều after 3 pm trước 3 giờ chiều chúng ta sẽ dùng before 3 pm và bài tập phía dưới của chúng ta gồm có là gì A hey, I'll see you on Wednesday tôi sẽ gặp bạn vào ngày thứ tư nhé vậy ngày thứ tư dùng là on Tương tự các câu còn lại, các bạn hãy sử dụng những giấy từ còn lại để điền vào chỗ trống trong câu này nhé. Nào, các chúng ta cùng nhau làm. Nào, thay giờ, hết thời gian nào, chúng ta cùng kiểm tra lại đáp án của mình nha. I'm going to allow in January. À, trước tháng January, chúng ta sẽ dùng giấy từ là gì? In. See we must be there between 8:30 and 915 chúng ta có thể phải ở đó vào tầm 8 giờ rưỡi và đến 9 giờ 15 the bank closed 3 p.m ngân hàng đóng cửa 3 giờ chiều if you arrive nếu bạn đến 3 p.m 3 giờ the bank will be closed ngân hàng sẽ đóng cửa như vậy chúng ta sẽ làm đáp án như thế nào trong câu trường hợp này? À, ngân hàng sẽ đóng cửa vào lúc 3 giờ. Nếu bạn đến sau 3 giờ thì ngân hàng sẽ có thể đóng cửa. Vậy mình lưu ý cái nghĩa của nó rồi mình hãy chọn giấy từ cho phù hợp trong câu này nhé. Rồi, câu cuối cùng của phần này nó là gì nè? I will be home 7. Tôi sẽ ở nhà ở nhà 7 giờ. Bởi vì Because I want to see the 7 o'clock news Tôi muốn xem tin tức lúc 7 giờ Vậy chỗ này mình sẽ điền là gì đây? I'll be here Be home Before 7 Tôi sẽ phải ở nhà trước 7 giờ Bởi vì mình muốn xem tin tức lúc 7 giờ Thì mình phải ở nhà trước thời điểm đó Mình mới xem được Như vậy chỗ này mình sẽ dùng là before Nếu các bạn có sai Thì các bạn sửa lại nha Nào chúng ta viết vào trong tập của mình đáp án đây là một số giấy tờ chỉ về thời gian cô có cho các bạn cái này các bạn phải học thuộc lòng và lưu ý cẩn thận khi sử dụng giấy tờ nếu như chúng ta dùng ngày thì chúng ta sẽ dùng on ví dụ ngày thứ ba ngày thứ hai ngày thứ tư thì chúng ta dùng on Tuesday hoặc là ngày sinh nhật của cô ấy her on her birthday hoặc là ngày lễ giáng sinh on Christmas day còn nếu mà ngày có kèm với tháng hoặc là tháng kèm với ngày người ta có thể đảo vị trí các bạn cũng có thể dùng on the first of January hoặc là on February second người ta đảo vị trí nhưng mà có ngày có thứ vào trong đó là các bạn nên dùng on hoặc là vào dịp lễ cộng với ngày ví dụ như on Easter Friday hoặc là các bạn kèm với buổi kèm với ngày tháng hoặc là đảo vị trí tháng ngày thì là on the afternoon of February 2nd vào buổi chiều ngày 2 tháng 2 nếu mà tháng thì chúng ta mua hoặc là năm hoặc thập kỷ, thiên niên kỷ hoặc là buổi trong ngày, khoảng thời gian rồi thành ngữ thì phía trước nó các bạn sẽ dùng giới từ in ví dụ tháng này in January, in October hoặc mùa là in spring, in the winter of 1990 vào năm là in the 1978 hoặc là 76 hoặc 72 vân vâng. Vào thập niên hoặc là thiên niên kỷ, ví dụ như in the 1980, bạn thấy có S, đó, có nghĩa là thập niên, chứ chúng ta không có nghĩa là nó là số nhiều nha. Hoặc là thế kỷ thứ 18, thì mình sẽ nói là in the 18th century. Và buổi thì là in the morning, các bạn lưu ý, nó khác với on the afternoon ở phía trên, vì nó có ngày hai đó, second, cho nên chỗ đó mình phải dùng on. Nhưng mà ở đây nó không có, thì chúng ta phải dùng là in the morning, in the afternoon, in the evening. Còn thời gian, ví dụ khoảng 3 ngày, thì mình có thể nói là in 3 day khoảng 5 phút, in 5 minutes. Còn có thành ngữ nó là gì? In time, có nghĩa là kịp giờ. Còn add à, thì chúng ta phải dùng với những cái gì nè? Trước giờ nè, hoặc là trước buổi, buổi trong ngày hoặc là trước cái cụm từ thời gian trong ngày hay là trước kỳ nghỉ lễ hay là cụm từ cố định thì các bạn dùng giải từ at ví dụ như là at noon vào buổi trưa at night vào ban đêm at midnight vào nửa đêm at weekend vào cuối tuần at lunch time at dinner time at breakfast time vào cái buổi ăn sáng thời gian trong ngày ví dụ như mình nói at six o'clock at midnight vào lúc 6 giờ vào lúc ban đêm hoặc là gì, kỳ nghỉ lễ at Christmas vào ngày lễ Giáng Sinh, at Easter vào ngày lễ Phục Sinh hoặc là cụm từ cố định ví dụ như at the same time vào cùng thời điểm. Rồi còn between thì mình hay cùng có đi kèm với chữ and và between and thì nó tương đương với cái từ từ from to có nghĩa là cộng với hai cái thời hai cái điểm thời gian ví dụ như mình nói khoảng à, từ thứ sáu đến thứ bảy thì mình có thể nói là between Friday and Saturday hoặc mình có thể nói là from Friday to Saturday điều đó tương tự nhau mà nó khác ở chỗ between thì là and nó đi chung với nhau from thì nó hay đi chung với to hoặc là chúng ta sẽ dùng là after cộng với thời muộn hơn thời gian nó muộn hơn hoặc before thì nó sớm hơn với thời gian ví dụ như uh, after school sau giờ học before Christmas Eve, trước cái đêm Giáng sinh. Đây là cái những cái giới từ chỉ về thời gian các bạn phải ghi chú cẩn thận và đầy đủ và học kỹ nha. Nào, sau khi kết thúc bài tập thứ ba, chúng ta qua bài tập thứ tư, test 4. Locate the picture. Complete the dialogue. You, user and the verb in the box. Hãy nhìn vào những bức tranh và hoàn thành phải tập đàn thoại ở phía dưới và nhớ kèm theo động từ to trước các động từ trong khung. Rồi, các động từ trong khung đó là những động từ nào? live, stay, have, be, chúng ta phải thêm to trước các động từ này. Và bức tranh này, đó là bức tranh gồm có hai bạn gái, một bạn là gì? Hoa, một bạn là Nga hai bạn này đang nói chuyện với nhau và trong nhìn vào trong quyển album trong quyển album có những hình ảnh như thế nào nè đây có bốn hình ảnh a b c d các bạn quan sát các hình ảnh này và theo dõi bài đàm thoại nhé nào bức tranh nó các động từ được gợi ý trong khung các bạn lưu ý nó đều để nguyên thể và lưu ý bài hội thoại giữa bạn nga và bà hòa bài đàm thoại như sau. Where this is it isn't in Hà Nội. Đây là đâu vậy? Nó không phải ở Hà Nội à? No, it's in Huế. Tại sao mình biết này? Các bạn hãy nhìn vào bức tranh đầu tiên. Có cái chỉ bạn gái đó chỉ vào cái chùa một cột. À, chỉ có chùa một cột, nó mới ở Huế mà thôi các bạn nhé. Và bạn ấy nói tiếp. I used to stay there. Tương ứng cho nó là ở câu zero. Và tiếp theo. Is that hoa you hóa Bạn đó hả Hoa? Yes. Đó là hình gì đây? Bạn gái này là Hoa. Tôi nè. I. Long hair. Tương ứng với hình ảnh này. Đó là câu số 1. Vậy bạn hãy thêm động từ phù hợp vào chỗ trống nha. Nhớ thêm trước nó động từ you Tiếp theo nè. Who is in this photo? Ai trong bức hình này vậy? That is Lan. That is Lan. C. Lan. C. Nó C. tương ứng ở câu số 2. C. My next door neighbor. Bạn hàng xóm của tôi. Rồi. Câu tiếp theo là gì bạn? Are they your parents? Họ là ba mẹ của bạn hả? No. Đó là ảnh cuối cùng. D. Và tương ứng với nó là câu số 3. They are my aunt and uncle. They in Huế too. Họ ở Huế nữa. Vậy, các bạn hãy nhớ cho you to trước các động từ rồi điền vào chỗ trống ba vị trí để hoàn thành bài đàm thoại này nha. Các bạn hãy làm nhanh nào. Nào, thay giờ hết thời gian rồi, chúng ta cùng kiểm tra lại đáp án nào. Number one, chúng ta sẽ điền vào gì là I used to have long hair. À, tôi đã từng có mái tóc dài. Number two. I used to be my neighbor. next door neighbor, neighbor. À, tôi, cô ấy đã từng là người hàng xóm của tôi. Và câu cuối cùng sẽ là They used to live in Huế too. Họ cũng đã từng sống ở Huế. Và bài tập phần này rất dễ các bạn ghi chú lại đầy đủ và điền vào trong tập đáp án mình cẩn thận nha. bài tập thứ tư tóm lại sau khi đã hoàn thành xong các bài tập chúng ta được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần đó là thị sử dụng các thì quá khứ và định nghĩa của nó và lưu ý khi sử dụng động từ quá khứ chúng ta không phân biệt số ít hay số nhiều vớt phải ở cột thứ hai trong bảng động từ bất quy tắc hoặc nếu có quy tắc chúng ta thêm đi còn nếu phủ định, chúng ta cũng không phân biệt số thay số nhiều, chúng ta dùng did not hoặc là did cộng với verb nguyên mẫu. Nhưng nếu trong câu hỏi thì các bạn mượn trợ động từ did cộng subject cộng verb nguyên mẫu. Và cuối câu là dấu chấm hỏi. Ví dụ như sao? I ate noodle giống như trong phần bài tập mình mới vừa học. Tôi ăn mì, đôi đã ăn thì quá khứ của it đổi thành là ate cái lưu ý thứ hai mình phải nhớ đó là reposition of time các giấy từ chỉ về thời gian cô có cho các em một bảng rồi vì các em phải học thuộc và coi lại cô đi coi lại các cách sử dụng của nó và cái cuối cùng mình học đó là year to với lại vớt nguyên mẫu hàm ý là đã từng hoặc là từng chỉ một thói quen một hành động thường xuyên xảy ra trong quá khứ và không bao giờ còn nữa là hiện tại bây giờ ví dụ thế này I used to have long hair tôi đã từng có mái tóc dài vậy tóm lại những cái mình mình đã học các bạn nên ghi chú đầy đủ và cẩn thận vào trong tập của mình nha. À, sau khi đã ghi đầy đủ rồi, việc về nhà của các em đó là gì nào? À, các em học thuộc lòng tất cả các từ vựng nếu như các bạn nào không nhớ và nhớ học cái cách sử dụng giấy từ chỉ về thời gian. Và các em hãy lưu ý viết tất cả các ghi chú này vào trong tập và chuẩn bị repair unify, chuẩn bị bài số 5 phần tiếp theo của mình nha. Nào, à, bài học hôm nay là kết thúc. Xin chào tạm biệt các em. À, chúc các em vui học nha. Goodbye class.